Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý trong chương mục cuộc sống bốn phương. Vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 7, người phát ngôn của Trung tâm Báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Lysenko tuyên bố quân đội nước này sẽ không ném bom giải thảm vào các điểm dân cư ở miền Đông Nam, nơi chính quyền nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình đòi liên bang hóa. Ông này cho biết quân đội lực lượng cảnh vệ và biên phòng Ukraine sẽ không kích và pháo kích các đoàn xe di chuyển, nhưng không ném bom giải thảm vào các điểm dân cư. Cũng theo ông, chính quyền sẽ không mở hành lang nhân đạo cho các tay súng chống đối rút khỏi khu vực chiến sự, cho dù đã có không ít tay súng ra hàng quân đội trong thời gian qua. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Petro Poroshenko chỉ tuyên bố ngừng bắn nếu lực lượng chống đối hạ vũ khí, trả tự do cho các con tin và quân đội tái lập được quyền kiểm soát biên giới, cùng với đại diện của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu, OSCE. Cùng ngày, lực lượng quân sự Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 4 thành phố và sân bay Lugansk tại tỉnh cùng tên.